Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái ống nhòm mình hay sử dụng để nhìn những cái chướng ngại vật ở phía trước. Và hôm nay mình sẽ cho mọi người nhìn thử cái cảm giác của nó sẽ như thế nào nha. Đó thì mọi người thấy ở phía trước mũi thì anh em đang làm dây. Trong quá trình đi ca trên buồng lái thì mình hay sử dụng cái ống nhòm nhìn về phía trước tàu để kiểm tra ở phía trước có những chướng ngại vật gì. Những chướng ngại vật nhỏ thì nhìn vào mắt thường sẽ khó thấy nha mọi người. Cho nên đây là một dụng cụ không thể thiếu ở trên buồng lái ở tất cả các con tàu khác nha. Đây là một cái video clip ngắn mình muốn gửi cho tất cả mọi người. Vậy thôi, xin chào tất cả mọi người nha.